tay em book qua cho em. Đồng Nát à? Ờ, tên Đồng Nát, Facebook Đồng Nát. Con này cho em dáng váy, dáng ôm body cho em nha, bé nha các bạn nhá. Bé nào mà bạn nào mà khoảng tầm size 45 cân này là các bạn nhìn nó mặc thành dáng váy nha các bạn nhá. Hoặc là bé nào cứ 35 đến 45 cân là mang được cho các bạn nhé. Tại vì nó là dáng váy mà. Cái này mặc dài, mặc kín, chất không đẹp lắm. Đây là đính toàn bộ bằng kim sa, à bằng đá hết nhé các bạn nhé. Ai lấy cái này chốt cho em mã đá 50 nha. Đá 50 cho em nha. Sao lại tự dưng lại lòi trong cái con này thế này. Con này đẹp, chất đẹp. Chưa lột động tay ra. Có cái kiểu này nữa. Có này áo khoác nha các bạn nhá, áo khoác lửng lửng ở ngoài thôi các bạn ạ. Có khúc. Có khúc đóng nha các bạn nha, có khúc đóng ở đây này, nó lửng 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 như các bạn nhé. Ai lấy con này chốt khoác cho em nha, chốt khoác cho em này, đá cho duyên thành nha. Một con cổ thuyền cho em này, một con cổ thuyền như này nha các bạn nha. Con này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 54 cân quay đầu, ai lấy con này chốt cho em mã bèo nha. 54kg quay đầu mã bèo 50.000 cho em nha. Mã bèo 50.000 ạ. Con này cho em nha, size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 52kg quay đầu. Cái này của lam nha các bạn nha, 52kg quay đầu con này cho em. Đằng sau là nó bị vết chân bẩn rắn vào thôi nha, về vò nhẹ nó là hết nha các bạn nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã 52 nha. Mã 52 cứ nói trần nói dễ. Mã 52 cho em này. Con này size cho bạn nào khoảng tầm 53 cân nha. 53 cân mang vừa, 54 cân mang vừa. Con này cho em, bạn nào lấy con này chốt mã 44 cho em. 53 54 ký mang vừa mã 44 cho em nha. Mã 44 này. Này cổ rộng quá nhỉ. Con này cho em là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 55 ký nha. 55 ký mang vừa, con này 55-56 ký mang vừa. Ai lấy con này chốt cho em mã thỏ nha. 55-56 ký mang vừa mã thỏ cho em. Mã 44 là mã gì? À đây. 44 này cho Huyền Nguyễn này. Mã thỏ cho em nha. 52 cân. 50 cân rồi ạ. 50 cân mang vừa, con này cho em mã gấu nha. 50 cân mang vừa mã gấu cho em ạ. Mã gấu nha. Cái này của nam nha các bạn nhé, của nam cho em này, chất thể thao không thông hơi, có lỗ thông hơi ạ. Hả? Con này mới cứng luôn nha, con này nó size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 53 cân nha, 53-54 cân mang vừa. Cái này của nam nha, ai lấy cái này nha, chốt cho em mã số 48 nha. Mã 48 cho em ạ. Mã 48, nó có chất, có cái lỗ thông hơi ấy, mặc nó mát. Con này anh kim tuyến crop top này. Ở đây nó lại làm hở một tí ở đây nha các bạn nhé, đấy. Crop top cho em ở bên ngoài là anh kim tuyến như này này. Đấy, size 53 cân, 52 cân ạ. 50-52 ký mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con crop top này nha, chốt cho em mã 54 nha. Mã 54 cho em này, thỏ này. Đây là gấu này. Thỏ có vàng thắm này, thỏ có vàng thắm nha. Mã 54 cho em, con này đẹp. Con 54 đẹp. Con này dây nha các bạn nhìn này. Dây nó đang chéo đằng sau lưng như thế này nhá. Dây đang chéo sau lưng như thế này cho em này. Con này 53 cân nha. 53 cân, 54 cân mang vừa. Con này cho em đằng trước là nó đính toàn bằng những cái hạt đá nha các bạn nhé. Những cái màu cam cam này toàn là hạt đá hết cho em này. Đằng sau là đan dây nha. 50.000 ai lấy con này nhá, chốt cho em mã đá nha. 50.000 mã đá cho em. Mọi người chấm bài đi, nhưng mạng nó lại bị dơ rồi hay thế nào không biết. Toàn thế im ấy. Con này cho em nha. Dáng váy nha các bạn nhé. Dáng váy cho em con này nhỏ lắm. Con này size S thôi nha các bạn nhé. Bạn nào mà bé thôi, cái này chỉ cho bé thôi. Bé nào mà khoảng độ tầm 35 cân nha các bạn nhé. 35 cân mang vừa cái này cho em. Của bé này ai lấy cái này nha, chốt cho em mã 43 nha. Mã 43 cho em ạ. Một cái này đã theo hai con mắt này. 50 cân, 52 cân mang vừa. Con này mã theo cho em. 50-52 ký mang vừa mã theo nha. Má theo này. Con này là size cho bạn nào mà bé nào mà bạn nào mà khoảng tầm 55 cân quay đầu cho em nha. Cái này mặc mát này. 55kg quay đầu con này cho em. Ai lấy con này nhá, chốt cho em mã 41 ạ. 55kg quay đầu mã 41 cho em nha. 45 cân này. Con này đẹp lắm luôn nha. Đằng sau nó xẻ đằng sau luôn này. Đấy. 45
Con này cho em hàng hiệu của Gap nhé các bạn nhé. Con này chỉ 45 cân thôi. 45 cân quay đầu thôi, 40-45 ký thôi nha. 40-45 ký quay đầu, con này cho em mã 40 cho em. Mã 40 cho em nha. Đá của chị Cái Quê nha. Đá nào đi. Cái đá này chốt rồi. Không biết đá là cái nào. Đây là con mắt này. Sao mạng nó bị chậm nhỉ, mạng nhà em lên chậm hay sao ấy. Đây mà đá này. Đấy. Mãi mới lên nha các chị nhá. Đá của chị Gái Quê này, nó mãi mới chẳng lấy mã gì cả. 4 hay 5? 5. Con này hàng hiệu của New cái gì đây này. Đấy quên đọc rồi. Con này là cho em nha. Của Lan nha các bạn nhá, áo này của Lan. Size em này là khoảng độ tầm 54 cân nha các bạn nhá. 53, 52, 54 cân này. 52, 54 cân mang vừa cái áo hàng hiệu này của Lan nha. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã 55 nha các bạn nhá. Mã 55 cho em 50.000, mã 55. Mã 55. Có thấy nhưng mà mạng này nó bị chậm ấy, mã nó lên. Ừ đấy, bây giờ mọi người bỏ ra đây này. Đấy, mạng nó bị chậm ấy mọi người ạ. Nó không lên ấy, em không bảo tại sao mọi người không ai chốt à. Nó không lên đấy. Mã 55 cho em nha. Ôi trời ơi. 55 của chị Kim Liên này. 50.000 này. Con này con rất vai nha các bạn nha. Nó rất vai như thế này. Đấy. Em này là 52 cân nha. 50-52 ký mang vừa. Con này cho em nó rất vai như thế này nha các bạn nhé. Bạn nào lấy con này nhá. Con này nó ấy mát rượi luôn nha các bạn nha. Mặc mát rượi luôn. Con này cho em 52 cân nha. 52 cân mang vừa. Ai lấy con này chốt má 34 cho em nha. Má 34 cho em này. Mạng chán hay chán cái thì nó lên cái thì nó chẳng lên. Con này chất chất phong dày dặn cho em nha các bạn nhá. Size S này, nó để size S này. Con này 48 kg nhá. 48 50 kg mang vừa. Con này cho em, ai lấy con này chốt cho em mã hình nhá. Mã 34 cho Huyền Bùi này. Mã hình cho em nha. Con này nhỏ này các bạn này, con này gắn crop top cho em nha. Ống tay lỡ. Ống tay lỡ cho em phong crop top size S nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã 45 nha. Mã 45 cho em ạ. Mà nha, con này mặc mát. Cái con của Huyền Bùi mà chốt em mã. Mã 45. Oversize cho em mới nguyên chưa qua sử dụng nha. Oversize mới nguyên chưa qua sử dụng. Con này cho em bao kỹ vừa. Má 46. Má 46 cho em nha các bạn nha. Má 46. Con này có cổ này. Con này có cổ như này nha các bạn nha. Nhưng con này nhỏ thôi, cái này có bé rồi. Như có bé này. Con này nha các bạn nha. Nó là có bé đấy các bạn. Có bé nó nhỏ xíu luôn ạ. Size này là size bé nào khoảng độ tầm 22 cân nha các bạn nhé. 22-24 kg mang vừa này cho em của bé. Bạn nào lấy con này chốt mã 33 cho em nha. Mã 33 cho em này. Con này theo hết nhé các bạn nhé. Theo hết cho em nha. Ở trên này có hình cái ná này theo hết ạ. Bạn này 40 cân nha. 40-42 kg mang vừa. Con này cho em theo hết toàn bộ mã 32 nha. Mã 32 cho em này. Mã 32. Hình là khỉ gì không biết. Ô mạng nhà em nó chậm thật đấy. Không biết mã hình là mã gì luôn. Hình nhà con cà rốt tốt này à? Chắc thế rồi. Rồi hình là cái này của Minh Nguyệt nha. Mạng nó chán lắm. Mãi nó bên đền, mãi như thế các bạn đền mã luôn. Một con có cổ màu hồng, màu cổ màu hồng nữa này, theo con thỏ nha các bạn nha. Con này cho em nha, nó là size cho bạn nào màu tầm 52 cân nha. 52 cân, 53 cân mang vừa, con này cho em mã theo nha. 52, 53 ký mang vừa, mã theo cho em nha, mã theo. Ui, sao cá lẻ nó bị muối. Mới nguyên luôn này. Con này hàng hiệu nha các bạn nha, hiệu sập chạy hết như này cho em nha, sập chạy hết ạ. Con này size 48 cân nha các bạn nhá. 48 kg mang vừa, con này cho em, ai lấy con này chốt cho em mã hiệu 50 nha. Mã hiệu 50 cho em, mã theo cho cà chua này. Mã hiệu 50 nha. Con này hiệu Champion cho em nha. Hiệu Champion cho em 53 cân quay đầu nha. Ai lấy con này nhá, chốt cho em mã 47, 50.000 mã 47 cho em. Cà chua hiệu 40 hay 5? 40. Hiệu Champion cho em nha. 52 cân quay đầu, 53 cân quay đầu mã 47 cho em 50.000 mã 47. 50.000 mã 47 đó, con mông tơ ghi này à, chất nó xứng dã man luôn nha các bạn nhá. 47 của Duyên Thành này, 50.000 này.
Con này nha các bạn nha, con bông tơ ghi này này, chất nó mềm xỉu luôn nha, mát lạnh luôn. Con này size S nha. 50kg quay đầu nha. Theo hết rồi mà. 50kg quay đầu con bông tơ ghi để cho em mặc bao mát, con này thích lắm luôn nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã. Ồ con này nó bị mọc lấy vào đây rồi. Con này mới cứng thôi mà, tại sao nó bị dây cái gì nó dính vào đây, cái gì màu một ít màu gì vào đây rồi nha các bạn nha. Con này má lỗi cho em nó mờ lắm, mờ tịt luôn nha, mắt dí sát mắt như thế nha các bạn nhá. Má lỗi cho em 20 cho các bạn mặc ở nhà. Má lỗi 20 cho em, mới cứng luôn nhưng không biết nó dày cái gì vào. Đẹp thế, con này mới nguyên luôn, về nhận hàng xem mới cứng luôn. Em này nha, con này trái chưa lột. Lỗi của chị Quỳnh nha, lỗi của chị Quỳnh Nguyễn lên trước này. Quỳnh Nguyễn 20. Con này chưa có lột. Con này không trắng trơn. 50kg nha, 50kg mang vừa cho em. Má số 28. Con đấy chất mông tơ ghi rất thích nhỉ. Má 28 cho em nha. Cái chỗ này nói ra hai con trơn liền tiểu tỉ này. 45 cân này, 45 46 cân mang vừa con này cho em thôi nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má 27 nha. 45 46kg mang vừa má 27 cho em. Từ nãy giờ có quá nhạc, không biết cái mùi gì thơm ở đâu hóa ra. Mùi trên cái áo này thơm nước luôn. Má 27 cho em nha. Con này ống tay lỡ cho em nha, size S cho em luôn này. 45 cân 47 cân mang vừa size S ống tay lỡ má số 25 nha. Má 25 cho em này. Má 25. Cái chỗ này toàn trắng trơn. Con này này ai mà mặc lệch vai. Mặc như này á? Nó có nên vẫn cái ống tay đấy. Đây không phải ống tay, đây cái dây là dây đấy thôi. Dây người ta tự cho treo nó khỏi bị đẩy thôi. Con này nó mặc lệch vai. Treo vào đâu? Mắc. Cái này nó là có phải là xóa xóa thế nào qua đây để hứa để hỏi hứa như vậy là anh không biết mặc cái thôi hay không? Đút ống tay luôn. Không phải đút ống tay vào đây. Cái này là cái dây để treo cho nó chống cháy. Con này cho em nha các bạn nha. Nó dây hết thôi. Ai lấy con này đi, chốt cho em má độc đi. Chẳng biết cái má, chẳng biết kiểu mặt kiểu gì. Má độc cho em, má nó mặc lệch chéo chéo này này. Má độc cho em nha. Con này con 55 cân quay đầu con em trắng trơn. Chất này mát rượi luôn nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má số 7 nha. Má số 7 cho em này. Chỗ này mở tội đoạn này thần trơn hết. Còn cố dọc hết. Con này cho em 55 cân nha. 55 cân quay đầu con này cho em nó thêu quả dâu tây ở trên áo này. Má đỏ cho em nha. Má đỏ cho em nha. Mới nguyên chưa qua sử dụng luôn nha. Con này size dáng thân dài cho em nha các bạn nha. Dáng thân dài phong dấu quần ấy, mới nguyên luôn nha. Chưa mặc luôn đấy. Ai lấy con này chốt cho em má mới nha các bạn nha. Má mới cho em 52 cân mang vừa. Má mới cho em ạ. 50.000 má mới. Con này nó buộc như này nha các bạn nhé. Mặc nó buộc vào ấy. Size S thôi nha các bạn nhé. Ở dưới chấm này nó có một cái hai cái chấm bẩn này về. Các bạn chấm tí thuốc tẩy vào cho em nha các bạn nhé. Size S cho em 45-46 cân mang vừa. Con này cho em má lỗi cho em nha các bạn nhé. Lỗi cho em 30 má lỗi ạ. Mới cho anh Thư Nguyễn này. Mới cho anh Thư Nguyễn 50. Con này cũng mới luôn nha, 48 cân quay đầu con này cho em, ai lấy con này nha, chốt cho em má số 4 nha, 48kg quay đầu má số 4 cho em nha, má số 4. Em móc cái chồng này xuống để em với bên này cho nó dễ. Bên này nó chồng bên này nó ít hình, thế nhưng mà nó nhiều cái gì, nhiều những cái áo điện điệu kiểu kiểu, em xếp một riêng một chồng. Các bạn xem cái chấm bài nhiệt tình nó đi, em có đánh thuế chấm bài đâu mà sao cứ... yếu xìu xìu thế. Phòng đè mát nữa. Rồi, sexy của mới thế. Này, con này đẹp lắm luôn nha các bạn nhé. Oversize này, đẹp xíu luôn, mới nguyên luôn nha. Số 4 là gì? Bác thử xem nha. Vừa bê cái chồng ra số 4 là gì? Đây, của ai? Số 4 của chị Kim Liên nha. Số 4 của chị Kim Liên. Con này oversize em, con này đẹp lắm luôn nha các bạn nha. Bao cân vừa con này cho em, đẹp xíu luôn nha. Vạt xẻ nha, hai bên nó xẻ đấy ạ. Điệu đời nha, má điệu cho em nha. Má điệu cho em nha các bạn nha, con này đẹp chưa? Má điệu cho em này, 50.000 má điệu nha. Thế em toàn lên phông rộng đấy. Cái kiện này toàn phông rộng rồi. Con này cho em nha.
Oversize tiếp này. Oversize tiếp con này cho em, nhưng mà con này nó bị bẩn đây các bạn, về vò nhẹ cái nào đi nha các bạn nhé, chứ nó không phải là ố nha. Ố là em đã quăng hết rồi, đâm ra là cái nào đấy là các bạn yên tâm nha, về vò là hết nha. Oversize cho em bao ký vừa, má số 38. Má số 38 cho em, điệu của Huyền Bùi nha. Má số 38 cho em. Huyền Bùi 50. Crop top size M. Crop top size M con này cho em nha các bạn nhá. 53 cân quay đầu con này cho em, ai lấy con này nhá. Chốt cho em má số 39 nha các bạn nhá. Má 39 cho em này. Má 39. Con này mặc cái đồ giãn dan đấy nhá các bạn nhá. Con này mới nguyên luôn, ống tay cái loa như này nhá. Mặc đồ tự giãn dan đấy ạ. Size S cho em nhưng dáng lửng lửng ấy ạ. Nó dáng lửng lửng đấy nha các bạn nhá. Các bạn thích thì mặc với những quần cặp cao hoặc là những cái chân váy cao, các bạn kéo cao lên kiểu giống như kiểu em đang mặc này, kéo vào trong là rất là ngắn luôn. Nhưng mà em kéo cao lên nó được như thế nhá các bạn nhá. Đấy, kiểu cho áo với quần. 48 cân quay đầu con này cho em, mới nguyên con này luôn nha các bạn nhá. Ai lấy con này chốt cho em má mới nha. 39 này. 39 của chị Quỳnh Nguyễn nha. Của chị Quỳnh Nguyễn. 40. Con này cho em nha, má gì? Má mới nha. Má mới này. Con này chất mắt lạnh luôn này. Con này chất mắt lạnh cho em nha các bạn nhé. Con này hàng hiệu luôn này. Hàng hiệu luôn, chất mắt lạnh. Em này là size 52kg nha. 52kg quay đầu con này cho em. Má số 30 nha. 52kg quay đầu con này cho em. Má 30 này. Con này cổ tim này. Con này lỗi rồi. Con này lỗi rồi nha các bạn nhé. Cái con này, cả cái chỗ tem này nó thủng mất một tí ở cái chỗ cái tem dán này của nó là nó bị thủng mất một tí. Còn cái đầu tăm chẳng ảnh hưởng gì đâu. 52-53 cân quay đầu con này tặng cho các bạn này. Má tặng này. Má tặng cho em nha. Rồi em này mới nguyên chưa qua sử dụng đính đá hết trên áo nha. Đính cái hạt lấp lánh nha. Đằng trước nó làm được. Đính hết những cái hạt lấp lánh cho em nha. Nó làm kiểu đuôi tôm như này của tim sâu giống như các bạn nhá. Oversize bao ký vừa con này cho em. Bảo lấy con này chốt cho má 24 tặng anh Thư Nguyễn nha. Má 24 con này cho em 50.000 má 24. Tặng của anh Thư Nguyễn này. Má 24 nha. Con này nó phối ống tay như thế này nha. Oversize bao ký vừa mặc thay váy cũng được luôn nha các bạn nhé. Oversize cho em bao ký vừa mặc thay váy cũng được nha. Mới nguyên chưa qua sử dụng luôn con này 50.000 ai lấy con này chốt cho em má mới nha. 50.000 má mới cho em, chất mắt lạnh luôn. Má mới. Cái này cho Lan nha các bạn nha. Bạn Nam nào cũng tầm 5-5 cân nha. 5-5 cân, 5-6 cân mang vừa cái này cho em của Nam. Bạn nào lấy con này chốt má 31 cho em nha. Má 31. Cái con má mới ấy đẹp lắm. Bạn nào vừa lấy đi, con này cực đẹp luôn. Chất sướng lắm. Má mới ạ. Con này ống tay như thế này nhá. Ống tay nó làm nhiều điệu như thế này. Đấy. Con này size S cho em nha các bạn nha. Size S cho em 48 cân nha. 48 cân mang vừa con này cho em nha các bạn nhá. Đây có một cái chấm này, về phải chấm tí thuốc tẩy. Riêng cái này phải chấm thuốc tẩy cho em, bé tí nhưng phải chấm thuốc tẩy nha các bạn nhá. Ai lấy con này nha, chốt cho em má 17 cho em nha. Má 17 cho em 30.000 về chấm thuốc tẩy nhá. Má 17. Má 31 là của chị Kim Liên nha. Má 17 cho em về chấm tí thuốc tẩy vào đẹp. Con này size S nhỏ. Mày S nhỏ rồi. Má lỗ cho em này. Con này nó size cho bạn nào khoảng tầm 50 cân nha. 50-51 cân mang vừa con ba lỗ để cho em má ba lỗ nha. 17-30 nghìn của anh Cương Nguyễn. Chấm đúng tí thuốc tẩy của nó ok luôn con đấy luôn. Ôi con này đẹp chưa này. Con này hàng xịn nha. Con này hàng xịn cho em nha các bạn nha. Con này chắc nhà này là nhà chắc chuyên môn đi đánh gôn hay sao ấy. Kiểu áo như này này. Của nữ nha các bạn nha. Hay đánh gôn này, con này đẹp này. Con này mới 100% luôn. Mới 100% chưa qua sử dụng con này cho em nha các bạn nhé. Em này là 52 cân ạ. 52 cân quay đầu con này cho em nha. 50.000 ai lấy con này chốt cho em má 20. Mới nguyên chưa có mặc luôn nha các bạn nhé. Mới nguyên chưa mặc luôn, ai vừa lấy đi. Đẹp xuất sắc con này luôn đấy. Này đẹp cực luôn. Bà nào vừa lấy má gì nhỉ? Cái mũ này theo luôn, này mũ hoặc da luôn nha các bạn nhé. Ui giời, thấy hiệu. Hiệu xịn luôn, giờ em mới để ý chữ nha các bạn nhé. Con này hàng sport luôn cho em này. Hàng thể thao, hàng các nhà này chắc chắn thì đánh gôn hay sao. Mới nguyên luôn. Má 20 của bà Cà Chua lần đầu tiên, Nguyễn Thủy thứ hai nha. 50.000. Con đấy đẹp lắm, hàng hãng sport đấy. Size M cho em 52-53 cân. 52-53 cân mang vừa con này cho em. Ở ngoài là màu kem nha các bạn nhé. Má voi cho em nha. Má voi. Con đấy đã mặc rồi mà này em bảo. Con đấy quá xịn luôn.
45 cân nha. 40 45 cân mang vừa con này cho em má 19. 40 45 ký mang vừa má 19 cho em nha. Một con phông giấy này. Một con phông giấy cho em 52 53 cân, 54 cân mang vừa. Cái này các bạn đồ nó tự giãn ra đấy 55 cân cũng vừa luôn nha, phông giấy nha. Ai lấy con này chốt cho em má 21 nha. Má 21 cho em. Má 21 nha. Con này size bạn nào tầm 50 cân nha. 50 cân mang vừa con này cho em má 18. 50 51 cân mang vừa má 18 cho em nha. Má 18 ạ. Con này thêu thêu tí ở đây nha các bạn nhá, thêu ra cả ống tay luôn nhá. Thêu hoa từ chút ra ống tay. Em này size 48 cân mang vừa má thêu cho em nha. 48 ký mang vừa má thêu. Nắng con phông giấy thật đấy các bạn. Con này dáng váy chứ. Phông giấy nhưng mà dáng váy mới nguyên, chưa có mặc ống tay loa như thế này nha các bạn nhá. Cái bạn này là size bạn nào mặc size S 47 45 45 46 47 48 ký mang vừa con này cho em 50.000. Phông giấy dáng váy cho em mới nguyên chưa mặc 50.000 má số 22 cho em. Có các bạn xem chấm vài đi, không mua thì cứ chấm lên đi để cho nó khỏi bị ẩn comment khỏi nó ấy. Nhìn cho nó đấy. Nhìn nó cứ đứng đơ 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 đơ. Nhìn thấy chán à. Con này cho em, ô để nó lại, con này nó lại bị bẩn, sao cái con này bị bẩn thế này, con này bẩn quá luôn đấy. Size S nha, size S phong ôm cho em, 48 cân mang vừa con này cho em nha, 48 ký mang vừa con này cho em. Đùa chứ cái con lâm mới như này, nhưng không hiểu tại sao nó cứ thỉnh thoảng nó lại bị dây một tí tí vào cái đầu ống tay này nha. 30.000 má lỗi cho em, 48 ký mang vừa, 30.000 má lỗi mới cứng luôn đấy các bạn. Má lỗi nha. Con này 52 cân quay đầu con này cho em nha. 52 ký quay đầu má 16 cho em nha. 52 ký quay đầu má 16. Má 16 này. 53 54 ký mang vừa má chữ cho em. 53 54 ký mang vừa má chữ này. Con này dáng thân dài cho em nha. Bé 35 38 ký mang vừa, ai lấy con này chốt cho em má nhỏ nha. Má nhỏ cho em này. Con này nó không phải chất phông nha các bạn nha, em không biết nó gọi chất gì. Không biết là nó là chất gì đâu nha các bạn nha. Đây, ống tay loa như thế này nha các bạn nhá. Em này là size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 52 cân nha. 52 cân quay đầu con này cho em, ai lấy con này chốt cho em má viền nha. Nó không phải chất phông, chẳng hiểu chất gì. Má viền cho em nha. Đấy, có hai con này đều không phải chất phông, chất gì. Toàn cái con kiểu ba lỗ này. Con này size S cho em, chất bao thích con này luôn, không thấy tiền các bạn luôn con này luôn. Con này size S nha các bạn nhé. Size S con này cho em 48 49 ký mang vừa, chất bao thích con này luôn, má số 10 cho em nha. Má số 10. Má 10 nha. Con này nó nhiều trắng quá các bạn không thích à? Má số 10 nha. Phông trắng ấy, bây giờ nó không có nhiều 10 cho anh Thương Nguyễn nha, nó không phải là hết 100% là hình ấy, thế nên ra là nó toàn nó lửa lọi đằng kia ấy mọi người. Hình thì cứ like hết bao giờ, em like hết lúc đầu rồi. Cái này cho nam được nha các bạn nha. Nam mặc luôn này. 52 cân mang vừa, cái này cho nam nha. 50-52 ký mang vừa, ai lấy con này chốt cho em má số 9 nha. Má số 9 con này cho em. Má số 9. Mới tinh tình luôn này, đẹp chưa? Con này đẹp luôn nha các bạn nha. Con này 52 cân nha. 52 cân con này cho em, con này hàng hiệu xịn luôn nha các bạn nha, con này đẹp xuất sắc luôn. 50.000 bà nào lấy con này chốt thỏ cho em nha. 50.000 má thỏ cho em, con này đẹp cực luôn. Má thỏ. Má thỏ cho em nha. Con này đẹp đấy, bà nào vừa con này đi cứ lấy con này đi. Cho từ nào đấy. Ở này cho hoa bị ngạn này. 50.000 này. Con này nha, oversize cho em chất mát lạnh luôn nha các bạn nha. Không phải oversize đâu, con này không đủ 60 cân đâu. Con này nó chỉ còn tầm 57 cân thôi nha các bạn, dáng dấu quần nha. 5556 cân mang vừa, con này cho em dáng dấu quần. Ai lấy con này nhá, chốt cho em má 12. Má 12, bà này bây giờ mới bỏ vào. Có mấy cái con đẹp đẹp nhưng mà giờ chẳng nhớ nó là cái con tí nào nữa. Giờ hết nhớ rồi. Con này cho em nha các bạn nha. Nó
đính hoa hồng với lại một cái con bướm ở trên này bằng đá ấy các bạn nhá. Dáng lửng lửng đấy ạ. Con này dáng lỡ cho em nha các bạn nhá. 45 cân quay đầu con này cho em. Ai lấy con này chốt theo cho em. 45 kg mang vừa má theo nha. Má theo. Oversize con này cho em bao ký vừa nha. Nó bị một tí chấm bẩn, hai cái chấm ở trên này. Hai cái chấm ở trên này cho em về chấm tí thuốc tẩy nữa nha. Oversize cho em nha các bạn, bao ký vừa nha. Ai lấy chốt cho em má lỗi 30.000 nhá. Má lỗi 30.000 cho em nha. Chỗ này toàn thứ oversize này nhá. Mười hai là gì đấy ở trên này? Con rắn mã nhỉ? Có hộp mã. Con khỉ 12 nó là con gì không biết? Ôi trời ơi, ai nhớ? Ai biết mã 12 là mã gì ở trên ơi? Chẳng biết mã 12 là mã nào luôn. Chẳng chi con không tìm thấy. Không biết mã 12 là mã gì luôn, không tìm thấy. Con này cho em nha các bạn nha. Oversize cho em muốn luôn này. À không phải oversize, con này nó chỉ khoảng tầm 53-54 kg mang vừa con này cho em nha. Ai lấy con này chốt má chữ cho em nha. Má chữ cho em, toàn quyền mã. Má chữ nha. Con này dáng lửng lửng nha các bạn nhé. Có dáng thoải mái luôn cho em này. Ai con này 52-53 kg mang vừa. Má số 13 nha. Má 13 cho em nha. Của nam nha. Bạn nam nào mà có tầm 55-56 cân nha. 55-56 kg mang vừa con này cho em, mà nào lấy con này nhá. Chốt cho em má gì nhỉ? Má 14 đi. Má 14 cho em nha. 55-56 kg mang vừa, má 14 cho em. Má 14 này. Mới tinh luôn nha, size M này. Mới tinh luôn con này luôn cho em nha các bạn nha. Size M cho em này. Em này size cho bạn nào mà khoảng độ tầm 55 cân, 56 cân mang vừa con này cho em nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má 15. Cái gì mà 57 kg hả Duyên ơi? Ôi dồi ôi, em mà khỏi chị cái má 12 bây giờ thì có phải chị chịu chết luôn đấy. Ở đây thì thấy mỗi dán mỗi cái con má số 9 với lại cái con một con thì không dán mã. Rồi giờ chẳng biết là con nào, sao mạng chị nó lên chậm thế nhỉ? Con này cho em nha, 53 cân quay đầu con này cho em nha, không trắng trơn. Ai lấy con này chốt số 8 cho em nha. 53 kg quay đầu má số 8 cho em. Má 8 này. Mới nguyên chưa mặc nha. Cổ tim. Mới nguyên chưa mặc cho em cổ tim nha các bạn nha. 53 cân quay đầu, ai lấy cái này chốt cho em má tim nha. 53 kg quay đầu má tim cho em nha. Cái chỗ này hai có hai con giống hệt nhau. Đây. Sơ mi này. Mọi người có cái gì cả tí tẹo tẹo thành. Mọi người có thích hình đúng không? Chẳng có hình mấy. Hôm nay cái kiện này không có hình mấy. Co hình em đến được có 150 cái hình hay sao? Thì like hết đầu like rồi các bà không chốt thì là sau là không có hình mấy. 50 cân nha, 50 cân mang vừa con này cho em. Ai này con này chốt cho em má chữ. 50 kg quay đầu má chữ cho em nha. Má chữ cho em này. Con này cổ tim nha các bạn nhé, trơn nhưng cổ tim con này rất là đẹp luôn. Cổ tim nha, cổ tim này của nam, 52 cân, 53 cân mang vừa được này. Ai lấy cái này chốt cho em má cổ tim nha. Má cổ tim cho em, kéo dây này bé tí xíu luôn đi chị ấy ơi. Chị Quỳnh Nguyễn này, nó bé tí luôn đấy. Thế chị mặc phải cho bé chị mặc. Quỳnh Nguyễn này. Cổ tim này cho mặc Quyên này. Cổ tim cho mặc Quyên này. Của nam hiệu Uliquilo nha. Con này rất đẹp luôn. Của nam hiệu Uliquilo 58 cân nha. Mặc con này đây sao? Tặng. Mặc Quyên tặng bao giờ? Mặc Quyên cái đấy 40.000 đấy, cái cổ tim đấy, cái nào cũng tặng chết ạ. Con này cho em nha. 55-56-57 kg mang vừa cho rộng rãi này, nó để size L trên áo đấy. Đằng sau hình cái này của nam hiệu Uliquilo cho các bạn nhá. Ai lấy con này nha, 50.000 chốt cho em mã hiệu nha. Má hiệu cho em nha. Thế ông này ghi tặng thật à? Đùa chứ. Con này đính hạt ở cổ cho các bạn nha. Đính hạt ở cổ hết cho em này. 50 cân nha. Mang vừa con này cho em. Ai lấy con này chốt cho em má đá nha. Hiệu 50 của chị Liên Kim nha.
rồi. Nhìn kim 50 rồi. Tim nào là tim sau, tim nào là tim trước? Của ai? Chị mặc quen đấy, dô kéo lên xem nào. Thế con tim nào? Có con tim nào? Đấy gì, của Mạc Quyên vừa xong đấy. Đây, Mạc Quyên vừa xong rồi. Ờ đúng rồi, má hiệu của Đồng Nát đấy. Hiệu của Đồng Nát không phải của Liên Kim nha. Tôi đưa cái con đấy lên xem phải vàng đấy bà nhận không? Bà gì nhỉ? Bà Mạc Quyên ơi, phải con này không? Đấy thì cái này của Đồng Nát thì phải con 52, 53 cân này không? Con cổ tim bỏ chất đẹp mát mát này phải không? Phải con này không? Chứ không phải là cái con cổ tim mà chất bóng nhảy ở đâu đúng không? Ôi trời. Nếu mà đúng cái con này thì ok lại nha. Đồng Nát à? Ờ, Đồng Nát. Con này là con gì? Con này là mã đá rồi nhỉ? Con này là mã đá cho em 50 cân nha. 50 cân mang vừa mã đá cho em. Mã đá cho em này. Phải thì bảo ok nhá. Thế thì thích dán mã. Thế cái con cổ tim bóng bóng này á? Con này mã này, con này mã này. Ôi trời. Thôi ra đây nha, bà lấy con này chút số 1 này. Lấy con này thì chút số 2 này. Ôi trời, cháu biết con nào nữa luôn. Số 1, số 2 cho em nha, con này là số 2. Còn con vừa rồi là con số 1 hết. Còn không nhớ nữa là thôi chịu luôn đấy. Vứt ra đây xong tí tìm, mở trời mà tìm. Xong đi con thấy là mấy con thấy nào. Con này quên. Con này ở bên ngoài nó lấp na lấp lánh nha các bạn nha. Nó lấp na lấp lánh nhũ ấy. Nhũ lấp lánh thôi, ở bên ngoài cho em 53 cân quay đầu con này cho em. Ai lấy con này chốt cho em mái nhũ nha. 53 ký quay đầu mái nhũ cho em. Đã hay nú chắc. Mái nhũ cho em nha các bạn nha. Con này dáng oversize, dáng thân dài cho em nha các bạn. Mặc dấu quần nha, ai lấy con này nha. Chốt cho em má bi nha các bạn nha. Má bi cho em này. Má bi này. Con này nó sẽ như đuôi cá ở bên dưới nhỉ? Thế nào? Nó như cái váy nha các bạn nhé. Xếp ly ở bên dưới này. Xếp ly ở bên dưới sẽ chất không mát lạnh con này luôn cho em nha. Con này size bạn nào mà khoảng tầm 50kg nha các bạn nha. 48 50kg mang vừa con này cho em 50.000. Ai lấy cái này chốt cho em má cá nha. Má cá cho em này. Má bi này. Bi của bà Đồng Lát này. Bi của bà Đồng Lát này. Nhũ là của bà Duyên Thành này. Con này má gì? Má đuôi cá. Má đuôi cá cho em nha. Đồng Nát 40, Duyên Thành 40. Ờ, 40 hết. Ôi, đau lưng quá. Con này cho em này. Con này cũng phong dấu quần cho em mặc hay đáng quẩy luôn nha các bạn nha. Vạt trước ngắn, vạt sau sẽ dài như này nha các bạn nha. 52 cân quay đầu, 50, 52 ký quay đầu. Má chữ cho em nha. Má chữ này. Con này size M nha. 52 cân này. 52, 53 cân quay đầu con này cho em má trắng nha. Má trắng cho em nha. Má trắng. Ơ cái con nó pha van này em chẳng biết nó mặc kiểu gì cho các bạn. Nó có cái van như thế này nha các bạn nhá. Nó có lẽ là hàng Made in Korea. Chẳng biết nó làm kiểu gì hiện đời này. Đấy, nó lại thả thái như này rồi. Đấy, đấy, biết mặc kiểu gì về các bạn tự thiết kế nha. Đấy. Chắc dân chơi nó mặc kiểu gì thế này không biết. Thế này em biết hay thế này. Nhưng mà bên này nó có may đâu. Bên này là chẳng may mà nếu mà ví dụ mặc cái này thì nó còn phải may vào những bên này nó không có tí đường may nào. Nó về tự thiết kế như ai đẹp cái con này nếu không may thì thế vào đẹp nhỉ. Con này cho em 50 cân nha. 50 cân, 52 cân mang vừa con này cho em. Ai lấy con này chốt cho em má nạ nhá. 50.000 má nạ cho em. Ôi giời không thích cái áo này về tháo cái khăn này ra. Thế được cái khăn này quàng mùa hè này được thêm một cái áo này. Mua 1 được 2 có 50.000 tính ra 25.000 một cái quá rẻ. Chẳng biết con nào chị gái quê, chẳng biết con nào không. Con này cho em nha, lơ bộ cổ này còn ba lỗ như này nha các bạn nha. Lơ bộ cổ này còn mang ba lỗ như này là em này là size bạn nào mà còn đủ tầm 53, 54 cân mang vừa má lơ. Cái con này đẹp nhất mà bạn nào lấy má lơ cho em nha. Một con nhũ nữa này. Nhũ này là xoắn nha, xoắn rung như này đây em nha. Đó, ở bên ngoài nó nhũ nha, chất có tông nhũ cho em. Sắn zoom cho em nha. 48 50kg mang vừa con này cho em 50.000. Bà nào lấy con này chốt cho em mái nhúm nha. Mái nhúm cho em 50.000 mái nhúm này. Nơ cho Duyên Thành này. Lơ cho Duyên Thành. Mái nhúm đẹp lắm bà nào vừa lấy đi. Trơn. Không trơn thì có quẳng thế giả. Chẳng ai thích không trơn cả. Con này sexy này.
Con này oversize nha, bao cân vừa nha. Oversize bao cân vừa con này cho em, con này nó rất vai như này các bạn nhé. Rất vai dây dây để bao cân vừa má dây cho em nha. Cái con nhú đẹp lắm, bảo là không lấy phí. Con rúng rúng này này. Con có cổ bằng hàng thể thao này. Có cổ thể thao cho em nha các bạn nha. Có cổ thể thao em này là size cho bạn nào mà cổ đủ tầm 52 cân nha. 52 cân quay đầu con này cho em, ai lấy con này chốt cho em mã thể thao nha. 52 kg vừa mã thể thao, con nhúm này á, nhúm 50 cân. 50-52 cân, đây con nhúm hơi đẹp mà. Nhúm này các bạn không lấy mai em lại được cất ấy, thật ấy, đẹp cực luôn. Nhìn thế thôi, nhú nhưng mà nhú là gọi là nhú đính lên, nhú ấy thôi, không phải là nhú ấy đâu. Con này đẹp cực luôn. Còn qua mặc cái áo bên trong nó đâm ra nó bị ấy nha các bạn nhé. Nào là nhúm nhú ngoại eo này ở bên ngoài ấy, nó anh nhúm kim tuyến mới cứng luôn. Thể thao cho bà. Thể thao đâu mất rồi. Thể thao cho chị Nguyễn Thúy nha. Nhúm cho anh Thương Nguyễn này. Đẹp lắm ở bên ngoài, đẹp cực luôn. Đây là nhúm xắn xắn ở giữa này, xích cái xinh. 50.000 của anh Thương Nguyễn, có đâu hết rồi. Con này like chưa? Chưa rồi. Con này cho em hàng hiệu nha các bạn nha. Hàng hiệu chạy ở trên Việt này. Con này size cho bạn nào tầm 48-50kg. À xin lỗi, 50-52kg mang vừa con này cho em. Mã hiệu nha, 50-52kg mang vừa mã hiệu cho 50, em 50-50 mã hiệu cho em nha. Ôm sát body nha các bạn nha. 48 cân quay đầu, ai lấy con này chốt trắng nha. Một con hàng hiệu tiếp này, có cổ của Lam nha. Hiệu 361 ạ. Con này hàng hiệu 361 độ cho em nha các bạn nha. Con này chỉ được 48 cân thôi các bạn. 45 cân, 40-45 cân thôi nha các bạn ơi. 40-45 cân mang vừa con này cho em nha. Nó hơi bẩn tí xíu đây, vò về vò là được nha, không phải ố nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã số 10 nha. Mã số 10 cho em này. Trắng trơn này, 50kg quay đầu. Ai lấy con này chốt mã 50. 50kg quay đầu mã 50 này. Rủa cái màu trắng chẳng biết đọc cái gì để cho nhớ mã. Con này điệu lắm nha. Này, nó hỏ ria như thế này nha các bạn nhá. Hỏ ria như thế, xinh lắm luôn. Con này mặc form đẹp cực luôn nha. Em này là size cho bạn nào mà còn tầm 48-52kg mang vừa. Con này cho em coi giãn thoải mái, con này xinh lắm. Ai lấy con này chốt cho em mã xinh 50 này. Xinh 50.000 cho em, nêu giá rất là đẹp luôn. Mã xinh 50 nha. Con này size to nha, size 3XL luôn nha các bạn nhá. Có 70kg cũng vừa nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã gà nhá. 70kg mang vừa mã gà này. Mới nguyên chưa mặc này. Mới nguyên chưa mặc nha. 48 cân mang vừa nha. Ai lấy con này chốt cho em mã mới nha. Mã mới cho em mã xinh này. Xin cho chị Kim Liên nha, 50.000. Má mới cho em này. Vạt xương ngắn, vạt pha sau dài, oversize cho em bao cân vừa. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã xẻ nha. Chốt cho em mã xẻ nha, mới nguyên luôn. Mã xẻ. Cái con này nó không biết mặc kiểu gì thế này không biết. To như con trâu thế này. Ống tay nó như thế này. Ôi, chẳng biết nó mặc kiểu gì thì các bạn nhá. Nó rộng thinh, rộng thoải như này. Điệu lắm. Con này mặc lên điệu ấy, chắc là điệu ấy. Cái này các bạn thử mặc thắt beo xem có đẹp không. Con này đẹp cực luôn này. Thử con này thả suông cũng đẹp. À, xinh không? Oversize cho em bao cân vừa. Cái này các bạn mặc thắt beo là đẹp. Ai lấy con này chốt cho em má điệu nhé. Má điệu cho em, má mới là gì? Mới. Má mới là gì? Ở đây. Chi gì nhờ? Chị Hoàng, chị Ánh ơi, chị lấy con này đúng thì ok cho em nha. Chết rồi, lại không nhớ mã rồi. Mã mới nha. Cháu biết này con nào. Con này mới nguyên chưa qua sử dụng luôn này. 54 cân mang vừa con này cho em. Mã chữ D nha. 50 cân mang vừa mã chữ D cho em. Mã chữ D nha. Con này chất thích này. 52 cân quay đầu cho em con này nhá. Ai lấy con này chốt chó cho em, chất chất thì là đẹp luôn con này luôn. Má chó cho em nha.
Chị Hoàng Ánh ơi, phải chị lấy cái con đấy không? Đúng thì ok cho em nha. Con này size bạn nào 50 cân mang 2 cân mang vừa, má trắng cho em. Má trắng cho em nha, chữ D của chị Quỳnh Nguyễn nha. Mới tinh luôn, chưa mặc đấy. 48 ký mang vừa con này cho em má chữ. 48 ký mang vừa má chữ cho em. Mạng chán nhỉ, em hỏi mãi rồi giờ đấy chị trả lời luôn. Ok đúng rồi má. Hoàng Thị Ánh nha. Hoàng Thị Ánh nha. Con này size 52 ký quay đầu con này cho em. Chốt cho em má gì để bây giờ. Cháu biết chứ má gì đâu. Chắc không đâu, không đâu chị Quỳnh Nguyễn ơi, con chữ D đấy 65 cân không vừa đâu. Nếu chị không lấy thì em nhường cho chị Ngọc Ánh chứ 65 cân không vừa đâu. Con này cho em nha các bạn nha. Con này size bạn nào ở tầm 48 ký nha. 48 ký mang vừa con này cho em mà nào đấy con này chốt cho em má hình. 48 ký mang vừa má hình cho em. Áo thể thao chất thông hơi cho em nha các bạn nhé. Con này là size cho bạn nào khoảng độ tầm 53 cân quay đầu nha. 53 cân quay đầu con này cho em má thể thao nha. Má thể thao. Chị Quỳnh ơi, nếu không vừa thì nhường bạn sau. Tại vì không vừa đâu. Con này buộc cổ cho các bạn nha. Con này mặc cổ vẹt cho em nha, cổ thuyền này, xong cái dây này buộc cái sau cổ hay là thế nào không biết đâu nha. Tự về thiết kế mặc cho em, chẳng mặc được gì nữa nha. 50 cân quay đầu con này cho em, ai đấy con này chốt cho em má bèo nha. 50 ký mang vừa má bèo cho em này, má bèo nha. Rồi con thỏ này là size cho bạn là 52 cân quay đầu má thỏ cho em nha. Mà xả đúng không hả chị Quỳnh ơi? Phải xả không? Ok là xả đúng không? Nhờ ngon cho chị Hoàng Thị Ánh má D đấy nhá. Đấy cái áo đấy này. Con này 65 cân sao vừa rồi. Con này không vừa đâu, em nhờ ngon cho chị Hoàng Ánh nha. Con má chữ D của chị Hoàng Ánh nha. Ơ vừa sai con này cho em bao ký vừa nha. Ai lấy con này chốt cho em má rộng nha. Má rộng cho em này. Rồi chỗ này là toàn cái form kiểu của tỏi thì không biết. Của nam nha. Bạn nam nào mà có đồ tầm 55 cân nha. 53, 55 cân mang vừa ai lấy chút chữ cho em nha. Chút má chữ. Mới nguyên chưa qua sử dụng nha. Cái này các bạn mua cho bé. Mua cho những cái bé nào trẻ trẻ. Tại vì cái form này cái bé đấy trẻ trẻ và quý đẹp nha. 45, 48 cân quay đầu con này cho em. Nói chung là cứ 35 đến 45 cân là 35 đến 45, 48, 48 cân cũng vừa. Nhưng mà các bé em thấy mặc những cái form này mặc rộng rộng tí mới đẹp thì đấy 45 cân nha. 35, 45 ký mang vừa má mũ cho em mới nguyên chưa có mặc luôn nha các bạn nhé. 50.000 má mũ cho em mới nguyên chưa mặc. Con này ống tay dài nó buộc dây như này có lốc tốp lửng lửng như này nhé. 53 cân quay đầu má dây cho em. 53 ký quay đầu má dây. Chất đấy nó toàn cái chất kiểu như phô ông vào size ấy, thế đâu ra là các bạn này không ai thích ông vào size. Con này cho em ông vào size cho em bao ký vừa má tím cho em nha, má tím cho em ạ. Thôi nghỉ đi các bạn, chắc không cái chỗ này là toàn còn ông vào size thôi, chắc không vừa đâu. Toàn phong ông vào size cái chỗ này thôi, kiện này hôm nay nó toàn phong ông vào size đấy các chị ạ, toàn thế hết. Má mũ 50 của chị Hà Thanh này. Em nghĩ rồi mới được phải không? Mới rớt được đúng không? Có một con nó có cái quả cà vạt ở cổ, cà rốt tốt này. Cà rốt tốt có cái cà vạt ở cổ nha các bạn nha. 50kg nha. 50kg quay đầu con này cho em. Mà nào lấy con này chốt cho em má cà vạt nha. Cà vạt đàng hoàng luôn nha. Má cà vạt cho em nha. Em vẫn like thôi. Em vẫn like oversize thôi. Có thấy bạn nào chốt được đâu. Hà Thanh bao tiền? 50. Đây. Thôi lên thì cố lớp cho các bạn một tí này, nhưng còn một tí này thôi. Còn một chồng này nữa là hết. Rồi. Con nào? Con này còn nguyên tem cho em nha các bạn nha. Nguyên tem con này cho em này, oversize bao ký vừa nha, đằng sau cái dây bắt chéo đan chéo đằng sau cổ đằng sau lưng gì này. Oversize em bao ký vừa còn nguyên tem này, 50.000 mà nào lấy con này chốt cho em má tem nha.
Má tem cho em này, một con cổ tim nha. Cổ tim này size 48 cân quay đầu, ai lấy cái này chốt cho em má cổ tim nha. 48 ký quay đầu má cổ tim cho em này. Con này hình ở trên áo là theo hết nha. Áo có cổ này. Áo cổ này theo hết cho em, cái này của nam nha. Bạn nào mà nam nào cũng tập 55 cân nha. 55 cân, 56 cân mang vừa cái áo này của Lan nha các bạn nha. Nó có mấy cái chấm bẩn nhỏ trên áo này về các bạn tự tập lại cho em nha. Ai lấy cái này nhé, chốt cho em má theo nha. Má theo cho em này. Má theo 45 cân mang vừa con này cho em. Má đen 45 kg mang vừa má đen cho em nha. Con này có chất này không bằng. Cái này toàn trơn chứ toàn lửng lửng này, chẳng bạn nào thích cả. Má theo theo 40 của chị Kim Liên nha. Có cái chấm bẩn đấy về chị chấm lại nha. Ba lỗ cho em nha. Oversize ba lỗ size M cho size L cho em nha. 65 kg này. Ba lỗ nha. 60 cân, 62 cân thôi cho rộng rãi má ba lỗ. Champion cho em này. 53 cân mang vừa. Ai lấy con này chốt má 53. 53 ký quay đầu má 53 nha. Con này cho em 52 ký quay đầu má gấu cho em. 52 ký quay đầu má gấu nha. Má gấu. 53 ký quay đầu má số 5. Má số 5 này. Cái này ba lỗ hiệu Adidas nha, của Lan nha các bạn nhé. Phải của Lan, của nữ này, của nữ này có cái kiểu xòe xòe này. Cái này của nữ nha các bạn, nó có cái kiểu xòe xòe này. Ba lỗ của nữ nha, hiệu Adidas cho em này. Con này nó là size cho bạn nào mà còn mới nguyên con này này. Bạn nào mà 52, 53, 54 cân mang vừa con này cho em, ai lấy con này nhé, chốt cho em má ba lỗ nha. Má ba lỗ cho em, bây giờ má 53 là má gì thì chết nhỉ. Giờ má 53 là má gì nhỉ, đây là má số 5 này. Đây là má gấu này. Má gấu. Má 53 là má gì đây, ôi người ơi, đích. Đây là má ba lỗ này. Không biết má 53 là má gì luôn. Là má hiệu am champion đúng không? À con champion rồi, ok cho đồng nát này. Ôi 53 của đồng nát lên trước nha. Kim Liên lên sao? Đã hay quên thì chớ rồi. Con ba lỗ hay hiệu Adidas này, ai lấy chốt hiệu cho em nha. Chốt hiệu cho em này. Con này đẹp cực luôn nha các bạn nha. Dây này, dây rút ở hai bên nha. Dáng đừng 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 nhé. Cái đây cho bé nhỏ thôi nha các bạn nhé. Bé nào mà khoảng độ tầm 40 48 cân quay đầu nha, dáng lửng cho em, mới cứng luôn nha. Nhưng mà về vẫn phải chấm vò lại cho em nha. Đây là người ta gom hàng và nó có một cái chấm bẩn ở chỗ chân cổ này, về các bạn chấm vào cho em là được nhá. Mới tinh tình luôn, con này chất đẹp lắm luôn. Sau các bạn buộc dây lên nha. 48 cân quay đầu, con này nó chất crop, áo crop tốt để co giãn thoải mái cho em này. Ai lấy con này nhá, chốt cho em má dây. Dây cho em nha. Con này size cho bạn nào khoảng tầm 53 cân mang vừa, ai lấy con này chốt má chữ 53 ký quay đầu má chữ cho em nha. Size S 48 ký quay đầu, ai lấy con này nha, chốt cho em má S. Má S nha. Chị Kim Liên lên sao? Đồng nát đây ơi, má 53 đồng nát lên đầu tiên, chị Kim Liên thứ hai, chị thứ hai. Kẻ là gì? Kẻ là gì đấy? Dây là của bà cà chua này. Mai chẳng biết like gì. Mai hay là Mai cứ like ba lô nhỉ, hay là like mic trẻ con nhỉ. Quần áo người lớn hết rồi. Mấy hôm nữa em về lốt kiện gì nhỉ, kiện xốc vải nữa. Mấy hôm nữa nay xốc vải tiếp nha các bạn nha. Cà chua này. Không nhớ má kẻ là má gì nhá. Con này má gì đọc rồi không nhớ. Con này cho em nha các bạn nha. 48 ký quay đầu, con này cho em má hoa nha. 48 ký quay đầu má hoa cho em nha. Má hoa cho em này. Con này rộng nha, nam phải 65 cân nha. Cái này rộng lắm luôn, hàng hiệu nha các bạn nha. Hàng hiệu cho em này, cái này cho nam nào mà còn tầm 65 ký nhá, size L đấy nha các bạn nhá. Ai lấy cái này chất thông dày dặn, con này đẹp lắm luôn này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má hiệu nha. Má hiệu cho em này. Má hiệu. Con này con lủng lủng rộng sang hai bên nha. 52 cân, 53 cân mang vừa, má đen. Má đen cho em.
Cái áo nam 65 cân đấy đẹp lắm đấy, bạn nào vừa thì lấy đi. Oversize cho em bao ký vừa mái trắng nha. Mái trắng cho em này. Con này mình bận rồi. Size S cho em 40-45 ký mang vừa con này cho em. Bạn nào lấy con này chốt cho em má 45. Má 45 nha. XL này. Hai size của nó tầm 58-60 ký nha. Ai lấy con này chốt cho em má 60 nha. Thôi nghỉ đi mọi người, hết rồi. 45 cân này. 45 cân mang vừa má kể này. Hết rồi. Hết rồi nha mọi người ơi. Lần này hết luôn. Vừa like vừa bỏ hết luôn. Bài nào có đơn nha, vào với tay em book qua cho em. Sáng mai em chốt đơn nha, chứ giờ em cũng không chốt đơn đâu. Phải sáng ra mới chốt cho các bạn nhé. Sáng mai mới chốt, nhưng mà các bạn nào bây giờ các bạn phải inbox qua cho em, sáng mai các bạn đừng quên đi. Xong sáng mai em chốt đơn mà em không thấy có inbox nên là sao em xả đấy nha các bạn nha. Con vứt ra là con táo. Có bao nhiêu con vứt ra nhìn cơ. Con này á. Con này 48 cân thôi. Đây 48 cân mang vừa. Má ngựa. Trăm phần nó hết rồi. Má ngựa nha. Còn con gì vứt ra đâu không? Vứt ra một đống một núi hay là cái con xoắn xoắn này á. Con xoắn xoắn này hình như là đằng sau lưng nha. Cái xoắn này là đằng sau lưng, còn đằng trước nó sơn chui như thế này nha. 52-53 ký mang vừa, má nhúm nha. Má nhúm. Em hết con trang tiền rồi. Có mỗi một con đấy sao ấy. Hết rồi. Hết trang tiền rồi. Mày cổ tim đẹp này không mà nào lấy cổ tim của nam. Nhúm may Thư Nguyễn này. Ngày mai là tổng thiệt hại là cho đi hết nhá các bạn nha. Không nhiêu đơn đâu nha. Nhiêu bây giờ nó mấy chục gói rồi.